nghĩa thành như thế nào? Còn cái khu bên kia là khu gì không? Cứ phòng mua lo nhỏ được khỏi mình khóc được không? Chỉ hai người thôi. Cái không sao. Ừ. 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 Ừ.
trong block 5 này, block 5 phòng connecting. Connecting là hai phòng nối liền với nhau. Phòng thuê nhà bắt buộc thì bao giờ có hai cửa. Bên cạnh là cửa khách phòng hộ. Ok. Thì dĩ nhiên là nó đảm bảo được có hai cửa để không cho họ sang được. Thank you.